Xin chào tất cả bà con thân thương của trại Cá Giống Trường Phát. Em là Thu Hoa, nhân viên kinh doanh của trại. Và như mọi ngày, cứ có đơn hàng đi thì em sẽ thu xếp thời gian về tại trại Trường Phát, quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem quy trình xuất hàng, để bà con có thể trực tiếp nhìn thấy những chú cá giống tại trại và các anh kỹ thuật lên hàng cho chuyến hàng của ngày hôm đó. Và ngày hôm nay em cũng quay trở về để quay cho bà con mình cùng xem quy trình xuất những chú cá bớp giống. Hiện thì trại đang cung cấp rất là nhiều loại cá khác nhau như cá bớp, mú trân châu, mú đen, mú nghệ, bè trắng, bè vàng, cá hông mì, cá chẻm và nhiều loại cá khác nữa. Bà con có thể vào trang web cagiongtrườngphat.com hoặc Facebook Cá Giống Trường Phát để có thể tham khảo cho mình được những loại cá mà mình đang canh bà con nhé. Bà con nào chuẩn bị thả giống cá gì cứ nhấc máy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0978182284 để em tư vấn cho bà con những loại giống mà bà con mình đang canh. Chiều hôm nay bà con mình ai đang rảnh thì vào livestream cùng với em để em quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng ngày hôm nay là những chú cá bớp đạt size trung bình từ 22 đến 25 cm đấy ạ. Thì bà con nào đang rảnh hãy vào cùng em để em dẫn bà con mình cùng xem quy trình xuất hàng ngày hôm nay bà con nhé. Và sau lưng em chỉ là chiếc xe tải đảm nhận khâu lên hàng chiều hôm nay đấy ạ. Để không làm mất thời gian của bà con, em sẽ dẫn bà con đến khu vực lên hàng để bà con mình có thể nhìn rõ hơn, kỹ hơn những chú cá giống của chuyến hàng ngày hôm nay ạ. Thưa bà con, đây chính là chiếc xe tải mà đảm nhận khâu lên hàng chiều hôm nay, đưa những chú cá từ trại Cá Giống Trường Phát về tận bà con của mình một cách nhanh, an toàn, đảm bảo cho cá khỏe mạnh ăn. Hiện thì các anh kỹ thuật của trại đã và đang lên hàng rồi. Đây chính là khu vực lên hàng bà con nhé. Sau khi bà con mình đặt hàng thì trại sẽ đến đủ số lượng cá mà bà con yêu cầu, size cá kích cỡ đảm bảo như bà con đã đặt hàng, giao về cho bà con kịp mùa vụ của bà con mình ạ. Thưa bà con, những chú cá bớp chiều nay đang ướp ương ở ao mổ cơ sở 2 của trại. Hiện thì các anh kỹ thuật đang di chuyển những xô cá bớp từ lồng ươm đưa lên xe, đảm bảo cho những chú cá được an toàn từ trại Trường Phát về với bà con của mình ạ. Chuyến hàng ngày hôm nay đang giao đi đó là những chú cá bớp đạt size. Những chú cá bớp đạt size từ 20 đến 22 đến 27 cm bà con nhé. Đây là những chú cá bớp giống mà đã được bà con mình đặt hàng trước đó để trại ươm theo yêu cầu ạ. Đây chính là những chú cá bớp mà được khách hàng đặt hàng trước đó và trại ươm theo yêu cầu của bà con mình ạ. Khu vực này là khu vực mà bên em ươm cá bớp giống, hiện đang có những size cá nhỏ hơn nên bà con mình ai chuẩn bị thả giống cá bớp hãy gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0978182284 bà con nhé. Lần lượt từng số cá sẽ được di chuyển lên như thế này đến khi nào đủ số lượng mà bà con mình đã đặt hàng thì chuyến xe sẽ lăn bánh để đưa những chú cá về với bà con ạ.
đây chính là các bồn chứa ở trên xe bà con nhé. Trên các bồn này đã có chứa sẵn nước, nhiệt độ điều chỉnh phù hợp, oxy để đảm bảo cho những chú cá được khỏe và an toàn. Trên cả chặng đường đi thì các anh lái xe của trại luôn thường xuyên kiểm tra oxy để đảm bảo cho những chú cá an toàn từ trại giao về cho bà con của mình nhé. Bỏ cả nó lên trên này rồi, cả nó đây chính là chiếc xe mà chiều hôm nay sẽ đảm nhận khâu cuối cùng, cũng là khâu rất là quan trọng, đó là đưa những chú cá từ trại Trường Phát về với bà con của mình nhé. Trên xe của trại luôn có số điện thoại, địa chỉ và logo của trại bà con nhé. Bà con nào chuẩn bị thả giống cứ gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại 0978182284. Bà con nào ở khu vực ven thì ghé trực tiếp tại trại để mình có thể xem những con giống bà con nhé. Được lặp đi lặp lại đến khi nào lên đủ số lượng mà bà con mình đã đặt hàng thì thôi. Đây là những chú cá bớp mà đã được bà con đặt trước đó, ương theo yêu cầu của bà con mình. Đến khi đạt sai kích cỡ bà con canh thì bên em sẽ vận chuyển về cho bà con ạ. Hiện thì trại cũng đang có các sai cá khác nhau nên bà con mình ai chuẩn bị thả giống cá bớp thì gọi cho em qua số 0978182284 bà con nhé, để em giữ đơn hàng của bà con mình theo yêu cầu mà bà con đặt hàng. Trực tiếp cho bà con mình cùng xem những con giống được ươm tại khu vực kia.